Thưa các anh chị, mấy hôm nay đi đâu cũng nghe người ta bàn về việc ai sẽ là tân bộ trưởng bộ công an. Và xa xa hơn, người ta còn đồn đoán sắp tới đại hội 14 và thời gian sau nữa, khi ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư không còn làm tổng bí thư nữa, nếu ý chỉ là vậy thì ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng trong vị trí tổng bí thư đây? Thưa các anh chị, cái bóng của ông Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, bây giờ là Chủ tịch nước, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quá lớn, khó có người thay thế được ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu một tấm gương liêm khiết không chỉ bản thân mà cả gia đình, đồng thời là một người miệt mài đấu tranh cho công cuộc chống tham nhũng, chống tiêu cực, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Còn ông Tô Lâm thì chúng tôi không nói rồi, các chị cũng biết, tướng quân trong mê hồn trận, không sợ gì cả, và một người tiên phong, một sói trong việc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, mang đến cho công chúng hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và trong lòng công chúng đến nay thật ra cũng không có ứng cử viên nào thay thế được cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, lịch sử là thời gian, mọi người đều có quỹ thời gian và có một thời gian tương thích để làm điều gì đó. Vậy thì sắp tới như thế nào? Thưa anh chị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14. Đại hội 14 sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng, và sau đó là bầu ra những vị trí như chúng tôi đã nêu trên. Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem coi trong lòng chúng ta, thật sự chúng ta mong muốn những vị là lãnh đạo đất nước này có những phẩm chất gì, và lịch sử có để lại bài học gì không, thưa các anh chị. Chúng tôi nghiên cứu lịch sử cổ trang Hàn Quốc, Trung Quốc. Chúng tôi không có điều kiện để tham khảo nhiều nước khác về cả thần thoại, truyền thuyết, folklore, tức là dân học dân gian, và chính sử và phim ảnh, rồi truyện dân dân và nhân dân, tức là những dân lĩnh vực về sáng tác. Thì chúng tôi thấy một điều này, người Trung Quốc và người Hàn Quốc rất giống nhau ở chỗ chọn người kế nhiệm, tức là chọn người thay thế vua. Đương nhiên là trong họ chọn giới hạn trong dòng tộc tôn thất rồi, nhưng mà con cháu nhà vua thì nhiều lắm, thưa anh chị, và cách chọn cũng đặc biệt. Tất nhiên là người được chọn phải là người có tấm lòng yêu nước thương dân, có khả năng kinh bang tế thế, nhưng mà chưa đủ. Nói chung tất cả những phẩm chất tốt đẹp của người lãnh đạo đều dồn vào ông vua trẻ này, ông vua của tương lai. Nhà vua trị vì phải tìm hiểu trong đám con của mình mà tìm ra người kế vị xứng đáng, toàn là những phẩm chất tốt đẹp không. Nhưng không chỉ có vậy, còn có những phẩm chất khác. Nhà vua phải chọn trong đám con cháu của mình một người nào đó, một kẻ nào đó vừa có tài, vừa có độ tàn nhẫn cần thiết, có thể giết cả anh em mình cũng được, thì mới có thể làm vua bền vững được. Còn một người hiền từ nhu nhược hay là có tài kinh bang cái thế, nhưng thiếu độ tàn nhẫn, làm vua một thời gian ngắn thì bị lật đổ, thì đất nước sẽ rơi vào hoảng loạn, khủng hoảng trầm trọng. Lý thuyết rất hay như thế, lý thuyết kép. Một đất nước cần sự ổn định lại cần một vị vua có một độ tàn nhẫn cần thiết nào đó. Và chúng ta đọc Tần Thủy Hoàng, rồi Thủy Hoàng bản kỹ, chúng ta sẽ thấy Tần Thủy Hoàng nuôi dạy con như thế nào. Ông chọn ra người truyền ngôi xong thì tất cả những đứa con còn lại ông không cho học võ, không cho đụng đến binh thư yếu lược. Và nếu vị thứ phi nào, kể cả hoàng hậu, mà lén cho con đụng vào võ thuật hay là binh thư yếu lược
là ông cho xử chết cả mẹ lẫn con. Điều đó để làm gì? Để tránh sự anh em đồ sát lẫn nhau sau này. Một đứa tài là đủ rồi, những đứa còn lại không cần tài. Vì nếu có một đứa tài nữa sẽ xảy ra tranh chấp, Tôn Thất sẽ ủng hộ đứa này để lật đổ đứa kia. Bài học thật là khủng khiếp, nhưng nó vẫn diễn ra diễn lại bình thường, đến bây giờ vẫn vậy thưa các chị. À, trong khi đó ở Việt Nam chúng ta thì như thế nào? À, chúng ta không thấy một tài liệu nào nói cụ thể về vấn đề này, nhưng thông qua folklore, tức là văn học dân gian, chúng ta thấy là cách tìm người hiền tài để trị vì đất nước của chúng ta nó hiền lành quá. Mà chủ yếu thí dụ như là truyền ngôi cho cái ông hiếu thảo chăn nuôi trồng trọt giỏi, ông Mai ăn tim, rồi một ông nấu ăn ngon, giờ là cái ông nấu bánh dày bánh chưng gì đó, phải không? Rồi ông thức dậy sớm nữa, thí dụ như Sơn Tinh Thủy Tinh, ông nào dậy sớm thì được cưới vợ, mà được vợ được mỹ nương thì được truyền ngôi, thế thôi, ông nào dậy sớm là được. Không có một điểm sáng nào khác trong việc tìm người kế vị theo một tiêu chuẩn đặc biệt Việt Nam nào đó, đặc sắc Việt Nam nào đó, không có. Là chúng tôi thấy những chuyện như thế thôi, không biết có đúng hay không. Tức là chỉ nếu mà ở các nước người ta chọn người, kể cả những nước tư bản cũng vậy, thí dụ như là Singapore thì người ta cũng chọn người, chọn một vài người cụ thể nào đó để lãnh đạo đất nước sau khi thế hệ cũ rút đi. Thì ở Việt Nam chúng ta không thấy việc đó. Ít nhất là trong lần đại hội khóa 13 chuẩn bị cho đại hội 14 này, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đưa ra những tiêu chuẩn trưởng cho ban nhân sự, những tiêu chuẩn để bầu ra ban chấp hành trung ương, và ban chấp hành trung ương trong mấy chục người đó trên cơ sở đó sẽ bầu ra ban bệ nhân dân, cuối cùng là sẽ bầu ra lãnh đạo đất nước rồi phê chuẩn gì đó theo những thủ tục mà chúng ta đều biết thôi. Chúng tôi không nhắc lại ở đây. Mà như thế, với cách chọn như thế có vẻ như nó rất dân chủ phải không thưa các chị? Rất dân chủ phải không? Không chỉ định ai cả, không quy hoạch ai cả, không ai có hy vọng hơn ai cả, tất cả đều bình đẳng, miễn là đáp ứng được những nhu cầu của tiểu ban nhân sự thì tiểu ban nhân sự sẽ giới thiệu. Thứ hai nữa là đạt được sự tín nhiệm của ban chấp hành trung ương thì sẽ được. Nhưng mà nó rất khó phải không? Nó mù mờ, không ai biết mình lọt vào vị trí đó được, không ai biết mình lọt được. Và ở những địa phương chúng tôi thấy ngay cả trung ương cũng chưa có những ai mà nổi trội vượt lên, Thời xưa chúng ta thấy rằng có những ứng cử viên nổi bật, ví dụ như ông Võ Văn Kiệt, chắc chắn người ta nhìn vào là thấy ông sáng chói trên bầu trời chính trị Việt Nam lúc đó, sẽ ngồi vào vị trí lãnh đạo cao nhất. Hay ông Phan Văn Khải, hay còn ở những vị trí khác, như ông Trương Tấn Sang, như chúng tôi đã kể các anh chị nghe rồi. Ông Trương Tấn Sang khi ở nông trường Lê Minh Xuân về làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Trung ương Đảng, trong lần hội nghị chống buôn lậu đầu tiên tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi là phóng viên của Tuổi Trẻ đi dự cùng với các báo khác, còn lại là các chủ tịch các tỉnh, chủ tịch là trưởng ban chống buôn lậu lúc đó là vậy. Thì khi ông Tư Sang xuất hiện, lúc đó thì chúng tôi đi dép lê về, các chủ tịch tỉnh cũng vậy, đi dép lê bỏ áo ngoài quần rồi ăn nói xề xò lắm. Rồi có ông lấy cái đợt túi đựng áo mưa, đựng tài liệu, nó rồi viết rồi kiến rớt lên rớt xuống. Còn Tư Sang xuất hiện bảnh bao lịch sự, dài tay bốn lón, bỏ áo vô thùng, mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt màu xanh, và rất tự tin. Ông Trương Tấn Sang nói: "Tôi Trương Tấn Sang xin chào các đồng chí." Cả hội trường đứng lên vỗ tay hoan hô, sự kính trọng về một ứng cử viên xứng đáng. Và những năm tháng làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Tấn Sang đã tặng lại cho người dân thành phố Hồ Chí Minh một tác phẩm vô cùng tuyệt mỹ, đó là Dòng Kênh Chiêu Lộc.
cách đây mấy mươi năm, thời trước ông Trương Tấn Sang trong Châu Lộc cái gì đó nhất nhát tội ác thôi anh chị, dừng giống như xóm liều nhất nhát dơ bẩn tội ác, vừa là ô nhiễm môi trường, vừa là nơi tụ họp những tai nạn xã hội của thành phố. Người dân lương thiện phải sống chung với tội ác như thế kéo dài hàng thế kỷ rồi không cách nào giải quyết được. Ông Trương Tấn Sang kiên quyết thực hiện việc dự án cải tạo kênh Du Lộc Thị Nghè, dự án cực kỳ gian nan, cực kỳ gian nan, và cuối cùng thành công như chúng ta đã thấy. Những con người như vậy, hoặc là ông Nguyễn Minh Nhị chủ tịch An Giang cũng vậy, Nguyễn Minh Nhị chủ tịch An Giang, hoặc là ông Trương Vĩnh Trọng, ông Nguyễn Minh Nhị chủ tịch An Giang đại biểu Quốc hội, mà lần ông đứng lên ông phát biểu về Tam Nông cá kho trường vỗ tay và không ai cãi một lời nào được, nó quá quyên tâm, quá xuất sắc, quá đúng. Hay là ông Trương Vĩnh Trọng, khi ông Trương Vĩnh Trọng từ một nơi khác về làm bí thư Đồng Tháp và ông lên Quốc hội ông phát biểu, tôi thấy đêm qua tôi trước khi đi họp tôi đi ngang, tôi thấy cả tỉnh cúp điện, lúc đó thiếu năng lượng anh chị, cúp điện liên minh mà có nhiều nơi sáng đèn quá, sáng đèn quá, hỏi mới biết đó là Santinit của cán bộ lãnh đạo tỉnh ở dưới huyện chắc cũng vậy. Ngay tối hôm đó toàn bộ Santinit của cán bộ trên toàn quốc tắt điện hết, không dám mở đèn, không ai dám đi chơi, không cán bộ nào dám giác vật ra sân hết. Cái quy, cái tầm của ông Trương Vĩnh Trọng là như vậy, cán bộ lãnh đạo lãnh khủng khiếp, mà lịch sử cái profile của ông này cũng như vậy thưa các anh chị, thật là khủng khiếp. Rồi nhiều người nữa, tôi không nói hết ở đây, ví dụ như là chú Bảy Dượng hay là ông Nguyễn Võ Danh, chỉ là phó bí thư, lúc đó chức vụ là phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thôi, nhưng mà trong các hội nghị nội chính có bộ trưởng bộ công an, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, rồi các tỉnh thành phố dự, ông Bảy Dự đứng lên phát biểu, toàn bộ hội trường im phăng phắc, và những lời ông nói như là sấm thiệp, từng người ghi lại kinh nghiệm của một người đấu tranh trong lòng địch, kinh nghiệm của người đấu tranh chống tội phạm qua nhiều chế độ như thế nào, thật là xuất sắc, một tập thành về nội chính ai cũng phải công nhận. Tại đó mà chúng ta có những đại biểu xuất sắc, và người ta nhìn vào thì có thể hiểu người này có thể làm chức vụ gì, là xứng đáng hết. Còn hiện nay có vẻ như không có ai hết, nhưng thật ra là tất cả bây giờ cán bộ lãnh đạo, bây giờ cán bộ cơ sở bây giờ được đào tạo rất bài bản, đào tạo bài bản và danh sư xuất cao đồ, chúng tôi tin tưởng rằng có rất nhiều tài năng, nhiều người xứng đáng để lãnh đạo từng vị trí quan trọng của đất nước này. Nhưng vấn đề là ai phát hiện và ai tiến cử họ vào những vị trí xứng đáng đó mới là vấn đề, phải không thưa các anh chị? Còn với tôi như thế nào, chúng tôi đã đọc rất kỹ, rất nhiều lần 13-14 trang A4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về các tiêu chuẩn, với tư cách là trưởng ban, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14, nói về các tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo để bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa tới, tôi đồng ý hết. Nhưng riêng cá nhân tôi có ý kiến như thế nào, cá nhân tôi thôi thưa anh chị, nếu có gì sai các anh chị niềm tình tha thứ. Theo tôi, cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là thứ trụ và cán bộ khác mà tôi tin tưởng, trước hết anh phải bảo vệ được cái bản mệnh của anh, mặc cho tấn công, mặc cho điều tra, mặc cho thị phi, người ấy vẫn không bị gì cả thì mới xứng đáng lãnh đạo đất nước, xứng đáng lãnh đạo chúng ta. Chứ còn ngay cả cái bản mệnh của anh, cái ghế của anh ngồi anh còn không giữ được thì anh lãnh đạo ai, phải không? Còn làm cách nào giữ được chúng tôi không cần biết, phải không? Theo tôi, theo cá nhân tôi đúng là vậy không? Tôi ủng hộ là ai, tôi ủng hộ người nào tôi cũng chưa biết nữa, nhưng mà người đó trước hết phải bảo vệ được chính mình, bảo vệ được chính mình và ekip làm việc với mình, từ đó mới bảo vệ được chính thể, bảo vệ được nhân dân, bảo vệ được đất nước này. Còn anh yếu xìu, ra gió một chút xíu là sổ mũi nhức đầu rồi đột quỵ luôn, thì anh bảo vệ ai? Có cái gì? Chúng ta thấy bài học rõ ràng rồi, nó càng ngày nó càng dồn dập, làm cho chúng ta cảm thấy rằng lung lay, cái ghế lãnh đạo rất rung lắc. Và rung lắc không phải là vì ai đánh các anh cả, mà chính nội tại các anh yếu kém.
Thí dụ như khi ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng làm vụ việc á, chuyển vai giải cứu, thì đến hơn một năm sau, ông Nguyễn Xuân Phúc lúc đó là chủ tịch nước mới kiểm điểm, tự kiểm, tự nhận thức về trách nhiệm chính trị người đứng đầu khi là thủ tướng, để cho các bộ trưởng mắc sai phạm, có người phải vào tù và hàng loạt sai phạm xảy ra ở các bộ, các ngành thuộc trách nhiệm chính trị của mình và cấp phó của mình, cho nên xin thôi ủy viên Bộ Chính trị và tất cả các vụ chức vụ khác. Tức là về phía anh Bảy Phúc đến nay trong tứ trụ thì là người có trách nhiệm nhẹ nhất, bởi vì đó là trách nhiệm chung, trách nhiệm người đứng đầu chứ không phải là trách nhiệm hành vi cá nhân, nhiệm hành vi cá nhân. Rồi sau đó đến những người khác thì sao? Bắt tập đoàn Phúc Sơn, sau đó bắt Đặng Trung Hoành, một chánh văn phòng huyện ủy nhỏ nhoi xa xôi hiểu lắm thôi. Hai tháng sau, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải làm đơn xin từ chức, xin thôi chức cái vụ. Tức thì khi chủ tịch nước lên, ông Võ Văn Thưởng lên làm chủ tịch nước với dáng vẻ trương sinh và một profile trong sạch như thế, nhiều người dân cũng ái mộ lắm. Anh Võ Văn Thưởng học triết học ra, đọc khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời cũng người lịch lãm phát biểu rất hay. Trong lễ nhậm chức, anh thay nguyên rằng: tôi cùng xương thịt với nhân dân tôi, cùng đổ mồ hôi, cùng sôi nước mắt. Chúng tôi người dân chưa thấy anh đổ mồ hôi, sôi nước mắt gì cả, thì anh đã bay chức rồi. Nó mong manh quá phải không? Nhưng chưa hết ngạc nhiên nữa. Khi xảy ra vụ Thuận An, thì một tháng rưỡi sau, ông Vương Đình Huệ đang đi ngoại giao ở Trung Quốc, tay bắt ngang hàng với chủ tịch Tập Cận Bình và cùng đưa ra những đối thoại đầy minh triết, triết tự từ Hán Văn ra, thể là chân mệnh thiên tử tới rồi. Ai ngờ vừa về nước, tổng cộng từ khi bắt Thuận An cho tới khi ông phải làm đơn xin thôi chức chỉ một tháng rưỡi thôi, còn chưa bất ngờ nữa, có một lời đồn vu vơ không ai tin được gì hết. Bất ngờ chị Trương Huy Mai một tuần sau lời đồn đó cũng làm đơn xin thôi chức, người lãnh đạo cao nhất của đất nước, ngang hàng với những người cao nhất đất nước, nó lại mong manh như thế thì sao? Thì lòng dân, lòng cán bộ, lòng đảng viên làm sao mà an yên được, phải không? Do đó chúng tôi mong muốn rằng trong công tác làm nhân sự cho đại hội 14 lần này, chọn theo những tiêu chuẩn nào chúng tôi không biết, đó là chuyện của đảng, và đảng cũng đã dày công trong chuyện này rồi, nhưng mà phải chọn ra những con người nào với những chuẩn chất, những profile, tức là lý lịch con người này như thế nào, và bản lĩnh cá nhân của họ nữa, phải xuất sắc, phải kiên định, phải đanh thép để không lung lay trước bất cứ công chuyện gì, tố cáo thay kệ, điều tra thay kệ, mạng xã hội thay kệ, báo chí thay kệ, băng nhóm này nhóm nọ nhóm lợi thay kệ, không bị gì hết. Đó không phải là cán bộ lãnh đạo. Phải tự bảo vệ được mình thì mới bảo vệ được thể chế, bảo vệ được đất nước, bảo vệ được nhân dân, và làm cho đất nước này cơm no áo ấm, dân giàu nước mạnh. Và xin cảm ơn các chị rất nhiều.